Chào bạn đến với kênh Hảo Hảo Podcast Với thể loại hình sự trinh thám, đam kỹ Mong rằng truyện Quách Lâm Kiều Gia của tác giả công phu bao tử Hy vọng bạn sẽ thích Nếu bạn cảm thấy hay, vui lòng đăng ký, like và share nhé Mời bạn lắng nghe Chương 1 Chính giữa hè luôn là khoảng thời gian mà ánh nắng gắt nhất Trong mấy tiếng đồng hồ này mặt trời không ngừng dơ nanh múa vuốt, điên cuồng giải phóng sự nhiệt tình của mình, tựa như hận không thể hung khét tất cả. Kiều Gia cũng đang muốn bốc hỏa. Khi màn hình điện thoại hiện lên con số 12 giờ 34 phút, hắn bỗng muốn đập cho tất cả những người đang có mặt trong tiệm mì một trận. Mẹ kiếp! Keo kiệt bụng xỉn như cái lão chủ quán này mà quán mì có thể tồn tại được tới bây giờ lắp thêm cái điều hòa thì chết người chắc. Kiều gia bực bội lau mồ hôi túa ra trên trán, cố gắng hết sức kìm nén bản thân để không đứng dậy đi luôn khỏi đây. Cuối cùng, khi chữ số ở cột phúc thay đổi đến lần thứ ba thì từ phía cửa một gương mặt kiều gia rất quen thuộc bước vào. Suýt chút nữa thôi. Suýt chút nữa thôi, kiều gia đã định đá bíp cái con lợn béo ngồi ngay phía đằng sau ra khỏi quán ăn có bát mì mà thằng cha này làm như đang gõ trống trong động vậy cứ soàn soạt soàn soạt quán mì này bé đến thảm thương gần như không ai có thể đặt được cả khuỷu tay lên bàn để ăn cho thoải mái cái gọi là chỗ ngồi chẳng qua cũng chỉ là một tấm ván dài được đóng đinh vào tường vì kiều gia tới sớm nên may mắn có được một bàn riêng để ngồi nhưng nói thật cái bàn riêng này còn không to bằng bàn của học sinh tiểu học nhìn người vừa tới vất vả luồn lách qua một đống người, kiều gia vỗ bột một cái xuống mặt bàn, gọi to, ông chủ. Cho hai bát mì. Tiếng đập bàn khiến quách lâm giật nảy mình. Rồi nhân lúc không có ai để ý, anh ngồi xuống ghế, nói, cậu không tem tém lại chút được à. Cái tên này không phải đã quên lý do hai người tới đây rồi chứ. Tem tém lại. Kiều Gia hừ một cái, cảnh sát quách à, anh đừng quên lần đầu anh hẹn gặp tôi, địa điểm chính là bãi đổ xe bên cạnh sở cảnh sát của các anh đấy. Đã thế còn có hẳn một chiếc xe đặc nhiệm đậu bên cạnh. Quách Lâm Âu sầu dơ tay ôm trán. thôi, tùy cậu vậy. Nhưng tôi nói trước, tin tức lần này còn không chính xác thì tiền chỉ điểm cậu cũng khỏi lấy. Anh cho rằng tôi ham hố mấy đồng lương ít ỏi của anh chắc. Kiều Gia nhìn anh chàng cảnh sát mặt thường phục ngồi đối diện mình đầy khinh bỉ, quen nhau 4 tháng, lần nào cũng là mì qua cầu, còn bắt phải có hóa đơn. Tôi nói thật, cho dù tôi chỉ là chỉ điểm, nhưng anh cũng đừng suốt ngày cho tôi ăn thứ xui xẻo này chứ, chỉ cần một tháng một bữa cơm suất cũng được mà. Vừa nói tới đây thì chủ quán cũng bê bát mì ra. Quách Lâm tách đôi đũa, hút một ngụm nước mì rồi nói, Càng nhằn vừa thôi. Cậu tưởng mì rẻ à? Ở căng tin, một bữa cơm của tôi không đến 5 đồng, thế mà một bát mì của cậu 8 đồng rưỡi đấy. Nếu không vì được đơn vị thanh toán thì tôi còn chẳng mua cho cậu một chai nước. Thời đại này, đến cả dân chỉ điểm cũng mặc cả với cảnh sát. Nếu không vì yêu cầu của công việc, anh đã chẳng nhẫn nhịn ngồi đây cho tên côn đồ trước mặt khinh bỉ mình như vậy. Kiều Gia khẽ chửi thề một câu, sau đó hậm hực chắp mì lên ăn. Khi cảm nhận được tên mập ngồi đằng sau đi rồi, hắn mới đặt đổ xuống. Gần đây, chó mực định suốt một chuyến hàng, nghe nói nhập từ vùng ít, thấy tên đó khoe lắm, nói là hàng loại A mà tên. Đó cũng mới tuyển không ít người chuyển hàng. Không phải lần trước anh bảo tôi điều tra tin tức về bột mì sao, tôi chỉ biết được ngần đấy thôi. Quách Lâm vẫn cắm cuối ăn mì. Anh phải tham gia một buổi họp tới tận trưa, vừa ra khỏi hội trường liền chạy tới đây để gặp Kiều Gia, đói tới nổi da bụng dính vào lưng. Ăn hết nửa bát mì, lửng dạ, anh mới ngẩng đầu lên, nếu chó mực tuyển người, cậu có tham gia không? Tôi đã nói với anh từ trước, tôi không muốn dính dáng đến mấy đồ này. Kiều Gia thờ ơ phẩy tay, bưng bát mì lên hút hai ngụm, mấy chuyện biết chắc là sẽ bay đầu. Đừng nói vậy, nếu cậu chưa từng dính dáng thì hôm nay đã chẳng ngồi đây. Dù anh tin hay không, nhưng quả thật tôi chỉ dính đúng một lần thì đã bị anh bắt, coi như là tôi xui xẻo. Kiều Gia nhớ lại lần duy nhất bản thân vận chuyển ma túy, trong lòng lại xoắn xuýt. Lần đó hắn bị bắt phải đi chuyển hàng, nào ngờ kết quả lại vô cùng tệ hại. Hắn phi xe đạp điện đâm trúng Quách Lâm đang đi xe đạp. Mà đối phương đúng chuẩn một anh chàng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cứ một mực kéo lại nói hắn vi phạm luật. Lúc đó hắn đang sợ muốn chết, mà anh chàng kia cứ kéo qua kéo lại một hồi, khiến đồ trong túi của hắn rơi cả ra ngoài. Tuy không phải loại có độ tinh khiết cao, nhưng với số lượng ma túy lần đó thì đã đủ để dựa cột cho nên không chút do dự sau khi biết thân phận của quách lâm hắn đã nhận làm người chỉ điểm có thể nói thái độ hợp tác của hắn thừa sức để được tặng bằng khen quách lâm ăn xong bát mì rút tờ giấy lau miệng sau khi âm thầm nhìn thoáng qua một lượt xung quanh anh cụp mắt nói nhỏ vậy nếu lần này tôi muốn cậu dính vào thì sao kiều gia nghe xong thoáng sửng sốt ngay lập tức đứng bật dậy Đệt. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không nhận mấy việc nguy hiểm. Quách Lâm giơ tay kéo hắn ngồi xuống, cậu gào thêm tiếng nữa thử xem. Tiếng quát của anh không to, nhưng lại rất nặng nề. Kiều gia cao mày, nghiến răng một hồi, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của đối phương, cuối cùng đành ngồi xuống dù trong lòng không cam tâm chút nào, mẹ kiếp, dây phải đám cảnh sát mấy người đúng là chẳng có gì hay ho mà chó mực là manh mối rất quan trọng. Dạo gần đây, lượng ma túy giao dịch trong thành phố càng lúc càng lớn, cậu biết chỉ một gói nhỏ có thể hại bao nhiêu người không? Đừng có lãm nhảm với tôi. Kiều Gia không nhịn được quay đầu, muốn làm công tác tư tưởng thì về đội hình sự của anh đi. Tóm lại, cậu hãy tìm cách tiếp cận chó mực, nhưng không được tham gia vào chuyện phạm pháp. Ban đầu tôi nói chỉ nhận làm chỉ điểm cho anh, chứ không nhận nằm vùng. Kiều gia khó chịu ra mặt, anh đừng nghĩ vào việc chúng ta không ký hợp đồng chính thức rồi thích thay đổi điều khoản thế nào thì thay đổi. Nói tới pháp luật thì tôi cũng biết không ít hơn anh đâu. Cảnh sát mới gọi là nằm vùng. Quách Lâm nhíu mày nói thẳng, cậu cho rằng bây giờ cậu còn nhiều sự lựa chọn sao? Với số ma túy thấy từ xe của Kiều gia lần trước, tử hình chưa nói tới, nhưng bóc lịch năm, 7 năm thì dư sức. Cảnh sát không tiến hành truy cứu là vì hắn chủ động xin làm chỉ điểm, hơn nữa trước đó hắn cũng chưa có án tích, mới vi phạm lần đầu. Có điều mấy tháng nay, đúng là Kiều gia đã cung cấp không ít tin tức. Mặc dù trong số đó có cả tin giả, nhưng độ chuẩn xác cũng xem là cao so với những người chỉ điểm khác. Đây là lý do vì sao anh muốn Kiều Gia thâm nhập vào đội ngũ của chó mực. Kiều Gia có đầu óc linh hoạt, lại khôn khéo. Nếu hắn làm chỉ điểm thì không chừng có thể kiếm được ít manh mối. Đương nhiên đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì với Kiều Gia. Hắn trừng mắt nhìn tay cảnh sát hình sự âm hiểm, ác độc, cái tên tóm được nhược điểm của hắn là nghiền ép hắn tới giọt máu cuối cùng. Hắn không nói đồng ý nhưng cũng không hề thốt ra câu từ chối. Hai bên trừng nhau một lúc lâu, Quách Lâm mới thở dài nói, được rồi, tôi hứa với cậu, chỉ cần điều tra được rõ nguồn hàng của chó mực, bắt được người rồi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Kiều Gia cười mỉa, cái mồm anh có nói thật nổi nửa câu không vậy? Tin hay không tùy cậu? Viết giấy. Con mẹ nó, có cần tôi viết hóa đơn cho cậu luôn không? Quách lâm sầm mặt, cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Cái đầu anh ấy, có cho tôi mượn thêm cái thang tôi cũng không leo được. Kiều gia đá bay chiếc ghế bên cạnh, đứng thẳng dậy, sau đó chẳng thèm chào hỏi một tiếng, cứ thế dững dưng rời khỏi quán mì. Quách lâm nhìn dấu giày trên quần mình, không nhịn được trợn trừng mắt. Quách lâm gặp kiều gia xong thì về sở, buổi chiều anh còn một buổi họp kế hoạch bắt giữ ngày mai bọn họ sẽ đi bắt một tay buôn bán ma túy bị truy nã từ lâu nếu không phải vì tin tức do kiều gia cung cấp quá quan trọng thì anh đã chẳng tranh thủ đi gặp như thế nào ngờ vừa về tới sảnh sở cảnh sát quách lâm đã gặp đội trưởng thẩm quân cái thằng này cậu chạy đi đâu vậy lát nữa họp kế hoạch bắt giữ rồi biết không em biết quách lâm nói em vừa đi gặp một người chỉ điểm quan trọng chỉ điểm chính là đường dây riêng của quách thị mà cậu nói sao vâng nói là có tin về chó mực nên qua xem thế nào hai người bước dịch vào một bên cầu thang đỡ chắn lối lên xuống của mọi người thẩm quân nghe nhắc tới chó mực thì không khỏi cau mày chuyện lần trước tôi nói với cậu thế nào rồi hôm nay em đã nói với cậu ta không thành vấn đề quách lâm quá hiểu tính kiều gia nếu hắn thực sự không muốn làm thì sẽ từ chối dứt khoát ngay thẩm quân nghe vậy thì gật đầu được học xong cậu qua phòng tôi báo cáo lại chuyện này vâng làm tốt lắm cấp trên đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu đấy em chỉ làm vì trách nhiệm của mình đừng ba hoa mấy câu đó với tôi thẩm quân nhìn quách lâm sau đó rút điếu thuốc ra châm đúng rồi nghe nói cậu sắp kết hôn hả là ai nói vậy còn có thể là ai nữa cảnh vĩ sắp báo luôn tin này lên cho chủ tịch nước biết rồi nhưng mà cậu có muốn kết hôn thì cũng phải chờ vụ án chó mực kết thúc nếu không cậu đừng mơ được nghỉ vào thời điểm then chốt cho dù là cưới hỏi cũng phải hoãn lại gần đây đội phòng chống ma túy bọn họ bận tới mức chân tay sắp rụng rời luôn rồi quách lâm cười khổ đáp cấp trên không nói thì em cũng biết cái tên cảnh vĩ đó chắc là do thế lực đối địch gài vào phe ta trước giờ chưa thấy tên đó làm chuyện gì tốt cả ai bảo cậu thông đồng làm bậy với cậu ta công phu bà tám số 1 của đội cảnh sát hình sự không chỉ là danh hảo. Chỉ cần ai đó nói chuyện với cảnh vĩ mà nhiều lời thêm một hai câu thì có khi đến cả mật mã tài khoản nhận lương cũng có thể bị moi ra. Thẩm quân hút xong điếu thuốc cũng gần đến giờ họp. Hai người lên tầng, đi thẳng vào phòng. Thẩm quân đóng cửa, kéo rèm, sau đó bật máy chiếu lên, tất cả tắt điện thoại, tháo pin rồi đặt lên bàn cho tôi. Ai cần tỏ tình, xin nghĩ cũng giải quyết hết trong vòng 3 phút. Bắt đầu từ giờ cho tới lúc hành động, tất cả mọi người đều không được đi đâu một mình, cho dù là giải quyết nhu cầu sinh lý. Mấy cảnh sát của tổ khác đi ngang qua phòng họp nghe thấy tiếng quát tháo đó đều không khỏi lắc đầu. Đội trưởng thẩm lại bắt đầu rồi. Mỗi lần gặp Quách Lâm về là Kiều Gia lại cực kỳ bực bội cho dù là nhận được tiền thì hắn cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Huống hồ lần này hắn còn nhận được một củ khoai nóng bỏng tay. Hỏi xin điếu thuốc xong, hắn lại lượn vào phòng bia thường tới. Mấy tên đàn em đứng ngay cửa mà hắn quen biết đều chào hỏi, xong hắn chẳng thèm để ý, hắn chán chường ngã người nằm xuống sofa, rồi xoay người gác chân lên tường, cứ thế nhắm mắt ngủ. Tê quỷ ở bên cạnh thấy bộ dạng này của hắn bèn mò lại gần anh kiều anh làm sao đấy nói một cách miễn cưỡng thì p quỷ có thể coi là đàn em của kiều gia thật ra cũng chỉ có p quỷ nằng nặc đòi đi theo hắn lăn lộn giang hồ cửa hàng bia này cũng là do lão già ở nhà mở cho p quỷ bởi vậy cậu ta tính ra là một ông chủ lúc đầu cậu ta lấy cho mình biệt hiệu p đẹp trai nhưng sau lần đầu tiên kiều gia tới đây bị cậu ta kiếm chuyện rồi hai người đánh nhau một trận cái từ đẹp trai đã sửa thành tên quỷ nói theo lời của hắn thì là mặt mũi đã chẳng giống con người cái mẹ gì thôi để là quỷ cho dễ nghe kiều gia đang nằm nghe bên tai mình ông ông không ngừng thì cực kỳ khó chịu mở miệng gắt đừng làm phiền tao vừa nãy ai giảng gọi điện hỏi anh nhưng anh không có ở đây em bảo nó lát nữa gọi lại nghe nhắc tới A Giảng, rốt cuộc Kiều Gia cũng nhếch mí mắt lên, nó gọi lúc nào. Không phải giờ đang là giờ học của nó sao? Đúng đó anh, em cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nó chẳng chịu nói gì với em, chỉ bảo lát sẽ gọi lại. Bao lâu rồi? Gần một tiếng à. Em đoán là nó cũng sắp gọi lại rồi đấy. Bê quỷ vừa nói xong thì điện thoại chỗ quầy rượu đổ chuông. Kiều Gia đứng dậy, vô thức bước tới nhấc điện thoại lên nghe. Nào ngờ người trong phòng Bia thấy sắc mặt của hắn thay đổi cực nhanh, từ lo lắng, bực bội sang nổi cơn lôi đình, tất cả chỉ trong vòng 5 giây. Sau đó, Kiều Gia quát to vào ống nghe điện thoại, con mẹ nó. Đến thẻ ngân hàng bố mày còn chẳng bị trộn bao giờ nữa là. Hắn dập mấy cái rầm, vẽ hàng học, chửi một câu, bây giờ thủ đoạn lừa đảo đúng là càng ngày càng thấp. Nói ra thì cũng tính là đồng nghiệp, nhưng hắn thực sự cảm thấy bị sỉ nhục khi có đồng nghiệp như thế. Hắn tự người vào quầy rượu, lại lôi điếu thuốc ra hút. Khi sắp hút xong điếu thuốc thì điện thoại đổ chuông lần nữa, lần này hắn nhìn lướt qua số gọi đến, thấy đúng là số của trường kiều giảng mới nhất máy, A giảng, làm sao vậy? Anh, anh tới trường hộ em một chút. Hử? Em dính phải chút chuyện, có người nói muốn dạy cho em bài học." Giọng nói Kiều giảng rất bình tĩnh. Đầu bên kia lúc này khá im ắng, có lẽ nó đang ở thư viện hoặc nơi gần giống vậy. Nhưng câu nói của Kiều giảng tạo nên hậu quả không hề yên tĩnh. Kiều gia cau mày, cây bia trong tay suýt bị hắn bẻ gãy, "Mày nói cái gì?" Hết chương 1.